85 phẩm tánh không. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp vân vân tánh bình đẳng đều là bản tánh không, bản tánh không này tất cả pháp trần thể tạo tác, vậy làm sao khi Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa chẳng động thắng nghĩa mà dùng bốn nhiếp sự nhiêu ích hữu tình? Phật bảo: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, tất cả pháp tánh bình đẳng đều là bản tánh không. Bản tánh không này tất cả pháp chẳng thể tạo tác, nhưng các Bồ Tát vì hữu tình lấy bố thí vân vân làm việc nhiêu ích. Nếu các hữu tình tự biết các pháp đều bản tánh không, thì các Như Lai và các Bồ Tát chẳng hiện thần thông làm việc hy hữu, nghĩa là ở trong bản tánh không của các pháp, tuy không động nhưng khiến cho hữu tình xa lìa các loại vọng tưởng điên đảo, nghĩa là khiến cho các hữu tình xa lìa tưởng ngã, tưởng hữu tình, cho đến tưởng tri giả, kiến giả, cũng khiến cho xa lìa tưởng sắc cho đến thức, tưởng nhãn xứ cho đến ý xứ, tưởng sắc xứ cho đến pháp xứ, tưởng nhãn giới cho đến ý giới, tưởng sắc giới cho đến pháp giới, tưởng nhãn thức giới cho đến ý thức giới, tưởng nhãn xúc cho đến ý xúc, tưởng nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, tưởng địa giới cho đến thức giới,